Ngày 17 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng gồm Lê Chí Bền, sinh năm 1993 và Trần Lộc Ngàn, sinh năm 2001, ngụ Dàm Đầm, xã Nguyễn Quân, huyện Đầm Dơi. Bền và Ngàn là người cùng xóm. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Chí Bền và Trần Lộc Ngàn thường lợi dụng đêm khuya trên sông vắng. Chúng điều khiển phương tiện vỏ máy cập vào các xà lan hoặc ghe chở hàng, chủ yếu là vật liệu xây dựng, sau đó dùng dao tự chế khống chế những người trên phương tiện, cướp đi tiền, vàng, điện thoại di động. Bền và Ngàn khai nhận đã thực hiện một số vụ cướp tài sản trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện Đầm Dơi, Cái Nước và Nam Căn. Tiến hành điều tra mở rộng, đối tượng khai nhận thêm đã thực hiện hành vi cướp và cướp hiếp tại địa bàn thuộc tỉnh Bạc Liêu. Hiện Công an huyện Đầm Dơi đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý.